chỉ vì ta là gấu trúc huyết thống Tây Hán, nồng độ huyết mạch chỉ mới 85%. Đã trải qua điều tra của tầng lớp cao gia tộc, hơn nữa tổ tiên thần linh còn xuất hiện truyền thủ kiếm pháp vô địch. Bởi vì gia tộc chúng ta trời sinh mang theo thần huyết, nồng độ huyết mạch càng cao thì càng mạnh, thậm chí vượt qua mức hoàn hảo. Huyết mạch 85 đã khởi động thần điện, hạ xuống kiếm tổ truyền thụ kiếm đạo. Nếu đạt đến 90 thì sao? Không dám tưởng tượng. Nhanh chóng điều tra, trong thiên tài đời này rốt cuộc là ai huyết mạch nghịch thiên? Khởi động thần điện. Yêu nghiệt, huyết mạch như vậy tuyệt đối không được mai một. Nhưng là thiếu tộc trưởng. Các tộc lão thương nghị nửa ngày, quyết định phương án cuối cùng. Sẽ mở ra thử thách đất đai. Người thắng cuộc có thể nhận được huyết mạch tẩy lễ và được lập làm thiếu tộc trưởng. Trong chốc lát toàn bộ Giang gia đều sôi trào, tranh luận mười mấy năm vị trí thiếu tộc trưởng, cuối cùng cũng định đoạt rồi sao? Thiếu tộc trưởng chỉ vị sẽ rơi vào tay ai đây? Là những vị có lợi thế bên ngoài, đã tạo dựng danh tiếng không nhỏ ở Động Thần Châu, hay là trước kia huyết mạch phản tổ, vì Động Thiên Tử tri ân? Dù sao thiếu tộc trưởng chỉ vị không phải chúng ta những người tầm thường, chắc chắn là một trong tứ đại thiên tài của Giang gia. Thiếu tộc trưởng chỉ vị không phải ta thì là ai? Từ Giang, Bắc Giang trở về rồi. Lần này trở về là ai? Thật sự là làm hiệu ứng đặc biệt thật ngầu. Là Khôn ca ca. Ta là truyền nhân của Âm Dương Thánh Địa. Hiện tại tu vi gần đạt đến đỉnh phong. Hôm nay ta trở về gia tộc, không vì cái gì khác, chỉ vì thiếu tộc trưởng chỉ vị. Âm Dương Thánh Địa là thánh địa cổ xưa nhất của Huyền Thiên Kiếm. Trước khi thế gia Trường Sinh chưa xuất hiện, Âm Dương Thánh Địa đã thống trị Huyền Thiên Kiếm. Cái gì? Khôn ca ca thật sự là được truyền thừa của Âm Dương Thánh Địa. Lần này Khôn ca ca chắc chắn là nhất rồi. Người thắng cuộc được lập làm thiếu tộc trưởng, cuối cùng cũng phân ra kết quả rồi sao? Thiếu tôn Phương Thiên Nữ dũng mạnh truyền đạt. Hello mọi người, thần giáo bên trong chúng ta, từ một mảnh vỡ bị lạc của thế giới xuất hiện. Đây là di tích của một vị chân thần, trong đó có truyền thừa của chân thần, bí mật thành thần cùng cơ duyên tạo hóa. Thậm chí còn cảm nhận được một tia khí tức của hạt giống thế giới cây. Ta mạo muội mời thất bảo thiếu tôn, một tháng sau từ chỗ ta tiến vào trong đó, được lợi ích gì thì tùy thiếu tôn lấy. Nữ thần vàng này đang làm trò gì thế? Chính mình cũng đã cự tuyệt Liên Âm còn nhiệt tình như vậy. Nhiều lợi ích như vậy chính mình không giữ lại lại trắng trợn tặng cho ta. Ý nghĩa gì thế? Đặt ở đây làm trò liếm gót chân à? Trở về không đi. Phi ngươi đã phá vỡ một lần thiết lập, cự tuyệt lời mời của Hoàng Thiên Nữ. Thử một lần đột phá cảm ngộ. Khi ngươi đột phá hóa linh kiếm, sẽ tăng cường thực lực một cách mạnh mẽ và nhận được chìa khóa của di tích chân thần trong mảnh vỡ thế giới. Không nói đến những thứ khác, Hoàng Thiên Nữ này đúng là sao may mắn. Vẽ thử một lần là trúng một lần. Ta đã cự tuyệt Hoàng Thiên Nữ, sau đó ngươi cho một cái chìa khóa của di tích chân thần. Ngươi đang chơi vòng lặp ở đây à? Nghe theo và tặng cho ngươi một tin tức. Con đường dẫn đến di tích chân thần nằm ở Hoàng Thiên Thần Giáo. Ta mẹ nó vào đều được tặng. Ghê tởm ai thế? Nói nhiều nhất cũng chỉ ghê tởm Hoàng Thiên Nữ thôi. Liên Âm cũng đã cự tuyệt, cũng không thiếu một chút ghê tởm nào đâu ha ha. Ngay lúc này, vạn trượng thiên địa cô nhi nữ, khuất vô tận quy tắc lời nói phiếm. Vạn lý tường vân có tình. Từ tiên phong của một mạch thất bảo, một tiếng khóc thét vang trời đột nhiên như thiên âm chợt muốn. Khi ngươi một mạch xuất hiện đệ tử trời sinh thần cốt, được xưng là trời sinh trí tôn cốt. Trời sinh trí tôn thần cốt nửa đời vẫn là tộc đệ của ta. Kịch bản này sao lại có chút quen thuộc? Thần cốt tuy mạnh, có danh hiệu trời sinh trí tôn, nhưng so với huyết mạch của ta là dáng thần tộc, vẫn kém hơn rất nhiều. Huyết mạch của ta sắp nâng lên đến 90 rồi, cần gì phải đoạt cốt của người khác? Huyết mạch nâng cấp xong, huyết mạch thất bảo đạt đến 90%. Một lần nữa khởi động thần từ, hạ xuống mỗi tổ siêu đạo. Chẳng lẽ yêu nghiệt kia lại một lần nữa huyết mạch sinh trưởng? Khởi động thần trì, cái này mẹ nó là thiên phú gì thế? Một lần nữa khởi động thần trì hút, nồng độ huyết mạch ít nhất là 90 rồi. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt của mạch nào? Dù là 90 huyết mạch nồng độ tu vi không bằng ta, vẫn chỉ có thể bại trong kiếm của ta. Đặt vào thiên tài các đời, 90 huyết mạch nồng độ thật sự có thể trực tiếp trở thành thiếu tộc trưởng. Nhưng rất tiếc người gặp phải ta. Hy vọng đệ tử này có thể an phận một chút. Không nổi dậy thì sẽ không có khả năng bị diệt vong. Ta có một phương pháp bí truyền,
có thể nâng cao độ tinh khiết huyết mạch của ngươi lên đến 93%, có thể so sánh với tổ đời thứ 3 và còn có một thế truyền thừa, có thể giúp ngươi rèn luyện hồ diện truyền thông, đạt thành sau có thể sánh ngang với tiên thiên thánh thể. Nhiều lợi ích như vậy, 200 vạn năm rồi, cuối cùng cũng chờ đến một vị người thừa kế Giang gia huyết mạch nồng độ đạt đến 90. Ta Lôi tổ cuối cùng cũng có thể trọng sinh rồi. Đợi đã, chỉ riêng huyết mạch phụ trách cũng phong phú như vậy. Vậy nếu trực tiếp cự tuyệt phá vỡ thiết lập, giải thưởng nhận được chẳng phải nhiều hơn sao? Nếu ngươi nguyện ý, hãy buông lòng Thạch Hải, cho phép ta tiến vào. Vẫn là đánh bạc một tay, trước đây cự tuyệt cũng đã nhận được không ít lợi ích. Ta ơn Lôi tổ truyền đạo, nhưng tiểu tử thiên tư nông cạn, sợ là không thể gánh vác truyền thừa của Lôi tổ. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Cho ngươi 3 ngày thời gian lựa chọn lại. Mong ngươi trân trọng. Ta ơn Lôi tổ ân tình, mong Lôi tổ đừng trách. Ta rõ ràng là thiên tài của gia tộc, tổ tiên lại muốn đoạt xá thân thể của ta. Chỉ vì huyết mạch của ta quá mạnh, dựa vào cớ truyền công pháp cho ta muốn đoạt xá ta. Nếu không phải ta muốn giải thưởng của hệ thống, cự tuyệt hắn, không thì đối phương suýt nữa đã thành công rồi. Chúc mừng ngươi đã phá vỡ một lần thiết lập, cự tuyệt truyền thừa của Lôi tổ. Huyết mạch độ tinh khiết năng lên đến 93%. Nhận được hoàn chỉnh bàn tay lôi thể xuất hành. Nếu không ngươi sẽ bị Lôi tổ đoạt xá, trở thành áo cưới của Lôi tổ trọng sinh. Không trách lão già này sao lại tốt như vậy, lại là bí thuật, lại là truyền thừa, gốc là nhìn trúng thân thể của ta. Minh ngoan bất linh, hư quái vô lang. Điều này không thể nào, ngươi còn đang ở nhập thân cảnh, làm sao có thể phá vỡ đại đạo chế cốt, thống trị hòa đạo chi nghĩa và kiếm đạo chi nghĩa, hai loại đạo nghĩa này. Chỉ là một tia mảnh vỡ còn sót lại, thật sự là dùng 5 ngày thời gian của ta mới luyện hóa. Luyện hóa xong Lôi tổ, thất bảo tỳ vẫn là nhập thân cảnh, đã tham ngộ kiếm hỏa, lôi ba loại đại đạo. Một quyền đánh chết một thiên tài hóa linh, có thể dễ dàng săn bắn, hồn phách và thân thể đều phá vỡ cực hạn. Hy vọng thử thách tổ đế sẽ có chút kinh ngạc, có thể giúp ta thuận lợi phá vỡ cực hạn tu vi, rèn luyện vô thượng đạo cực. Tám đại vương tộc hãy tiếp nhận lời nguyền của bản tôn đi, hậu duệ của các người sẽ mãi mãi sống trong sợ hãi, cho đến diệt vong. Ha 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 ha. Thái cổ trung mạt một trận chiến, tám đại vương tộc, vạn vạn nhân tộc tu sĩ giết về phía tổ địa yêu tộc. Thái Minh yêu đế thất bại liên tiếp, bất lực hồi thiên, giận dữ rồi một lấy chính mình khu vực làm kính, là lời nguyền kinh thiên động địa. Lời nguyền của Thái Minh yêu đế, người có huyết mạch của hoàng tộc đều sẽ bị lời nguyền xâm thực, thọ nguyên giảm mạnh, huyết mạch nồng độ càng cao, thọ nguyên càng ít. Hiện tại thọ nguyên của ta nhiều nhất là 300 năm, trừ phi đột phá đến chân thần cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại sức mạnh của lời nguyền. Thiếu tộc trưởng chỉ vị lần này nhất định phải tranh giành, như vậy mới có thể điều động toàn bộ nguồn lực của Giang gia, nâng cao tu vi nhanh hơn. Nơi thử thách này tiến vào vạn thọ bí đế duy nhất lấy một đầu hiêu. Thân cảnh một giọt tinh huyết có thể được 1 điểm tích lũy. Hóa linh cảnh tinh huyết được 10 điểm tích lũy. Bính huyền cảnh được 100 điểm tích lũy. Giải thưởng thứ nhất là một chu đạo dược. Và người có tích phân đứng đầu có tư cách tiến vào thần mục. Tiếp nhận truyền thừa. Thất bảo không vội vàng tiến vào. Hắn vừa rồi đọc được trong ký ức của Lôi tổ thông tin về vạn thọ bí đế. Biết được một bí mật. Nhị đại phu khai sáng vạn thọ bí đế là đang nuôi dưỡng kia quả trấn áp ở trung tâm bí đế long trứng lớn. Nhị đại phu thật là khí phách, thật sự muốn ấp nở một đầu long thuộc về Giang gia. Hình như có kẽ hở có thể chiêu vào long trứng tay, sợ gì dị thú chính xác. Ba rừng cây bạch dương trong đó vợ cùng nhau tàn sát người, diện mạo lớn như vậy, vợ giết chết người cũng coi như vinh quang sao? Các ngươi từ mạch nào đến, không biết trời cao đất dày dám công kích bổn thiếu tôn? Các ngươi là sống không nỡ chết sao? Thất bảo chỉ là nhập thân cảnh, chúng ta cùng ra tay, trực tiếp nghiền chết hắn trở về phục mệnh. Đừng trì hoãn kế hoạch của Càn Khôn. Một thất bảo thôi, ta một đao có thể chém chết. Chém. Tìm chết. Không thể nào. Nói đi, là ai sai các người đến? Chúng ta chỉ cầu thiếu tôn có thể tha cho chúng ta một con đường sống. Các ngươi còn chưa xứng đáng để mặc cả. Giang Càn Khôn. Ô, tiểu tử này có chút thú vị. Tiểu tử này là vận khí tốt, hay là đã sớm nhận được ý nghĩa của long trứng?
Lần này tiến vào hoang phủ sau, một con dị thú cũng không săn giết, trực tiếp chạy đến long trứng. Rõ ràng là đã sớm biết, nhưng có thể nhận được ý nghĩa của long trứng, bản thân đây cũng là cơ duyên của hắn. Chẳng lẽ hắn chính là đại vị huyết mạch nghịch thiên đạt đến 90 trở lên? Nếu như vậy, vô đợi cũng có thể tiếp tục yên tâm trần thế, chờ đợi đại sự giáng lâm. Ô, hù chết ta. Long trứng muốn phong ấn rồi sao? Hình ảnh hư ảo kia là chân long. Chẳng lẽ vạn thọ bí đế còn tồn tại truyền thừa của chân long? Nếu có thể nhận được truyền thừa của chân long, còn săn giết dị thú gì nữa? Truyền thừa của tổ tiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng xa xa không bằng truyền thừa của chân long. Truyền thừa của chân long là của ta. Vô du lịch vũ trụ lúc nào được long trứng này, muốn luyện hóa nó biến thành thần thú hộ tộc của Giang gia chúng ta. Chân long là bá chủ thiên địa, giải ngạo bá đạo, cận kề cái chết không đi, cho dù là long bào vừa mới nở. Muốn thu phục hoàn toàn không phải một việc dễ dàng. Dùng máu nhuộm trọng đỉnh, nắm giữ thần thông cấm chế mà ta để lại trên đó. Dùng cấm chế thần thông này mới có thể khống chế thu phục long bào. Chú ý Giang gia, huyết mạch nồng độ không đủ 90, dám tự thiện khởi động cấm chế thần thông sẽ bị cấm phản xạ, hao tổn tinh huyết mà chết. Huyết mạch nồng độ 90, điều này xác định không phải là dành riêng cho ta. Cha, con muốn ra ngoài. Chính mình liền thu phục long bào rồi, hình như quá đơn giản rồi. Hiện tại là thật sự là một đầu long bào thuần huyết. Anh, Giang Bắc chân long ấu tể, chẳng phải ngươi có tư cách để nhúng chàm vào đâu. 300 vị thiên tài nắm đấm động, nắm đấm kỹ thuật thần công mạnh nhất, lao thẳng về phía chân long con, cho dù chết cũng phải tranh giành.